Xin chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì trời không nóng lắm và không có lạnh lắm như là trong cái cuối tuần vừa rồi, thì thời tiết rất là nóng và âm u. Mà hôm nay thời tiết bắt đầu đổi lại rồi thì bây giờ mình cũng bắt đầu đến vào giữa tháng 8. Mình chuẩn bị qua đến tháng 9 là sẽ là lễ Trung Thu. Thì bây giờ là có lẽ thời tiết thay đổi như vậy thì chúng ta cần phải làm cái gì bây giờ bác sĩ? Bởi vì sắp đến mùa thu thì bắt đầu có một số người sẽ bị allergy, sẽ bắt đầu phải chuẩn bị chích ngừa cúm. Thì bác sĩ thấy là có cái lời khuyên gì cho mọi người không ạ? Thì cũng nên chích ngừa cúm thôi cô. Tại vì bắt đầu tháng 9, tháng 10, bắt đầu tháng 11 rồi chích ngừa cúm cho tới tháng tới cuối tháng 4 mới hết nữa. Cuối tháng Nên 4. chích ngừa cúm, tại quý vị biết là chích ngừa cúm nó bảo vệ cho quý vị rất là nhiều. Một số người chích ngừa cúm hàng năm nhưng mà nhiều khi người ta vẫn bị cúm. Không chích thì có lẽ lại không Không bị. chích thì nó lại không, nhưng mà chích ngừa cúm dù sao nó có nó lỡ mình bị đi thì nó Nhẹ nhẹ hơn, hơn nhỉ. nó khoảng chừng 50%. Còn nếu mình chích ngừa cúm mà đúng cái loại con siêu vi trùng cúm đó thì nó làm cho mình không có bị, dầu có mình có ở chung với người đang bị cúm cũng không có sao, nó không lâu mới lên. Nhưng mà cái đó là hên xui đó phải không bác sĩ? Hên xui Hên tại vì ở xui. ngoài có thấy ngoài không khí nó tất cả gần 200 loại siêu vi trùng khác nhau, trúng khác nhau, nhưng mà mình chích thì một lần có mười mấy loại thôi. Nhưng mà hàng năm á, tôi biết con siêu trùng nó rất là khôn, nó cứ thay đổi thể trạng hoài à. Nên người ta phải làm thuốc cúm mới là như vậy đó. Dạ, còn thứ hai nữa là cô nói là tới mùa thu là người ta bị cái bệnh mà allergy rất là đúng, là tại vì cô biết là tới cái mùa mùa xuân đó thì người ta bị cái phấn bông phấn hoa, tới cái mùa hè đó, thì người mùa thu đó, thì người ta bị những cái cỏ cái lá cây mà cô biết cái mặt trái của nó thì nó chứa những cái phấn đó, nó làm cho người ta bị allergy rất là nhiều. Nhưng mà cũng nên, nếu mà mình bị thì nên uống thuốc để chỉ để mình không có thời gian nó ngắn đi, nó không có bị allergy nữa, thì quý vị sẽ thứ nhất là tránh được không có bị cái phổi của mình nó không bị infection, thứ hai là bị lâu quá có thể là mình bị viêm xoang sàn một thời gian nào đó làm cho mình bị nhức đầu kinh niên, hay là nhức ở bên tràng trang, hay là sẩo ót, hoặc là hai cái má mặt đàn ông của mình bị nó bị infection thì cũng không có tốt nữa. Nên nên nếu mà thật sự mình bị allergy thì nên uống thuốc. Bị allergy là bác sĩ nói rằng mình bị cái sức đề kháng của mình Lột nó thấp quá. Thế thì bây giờ theo như vậy đó thì bệnh allergy có thể chữa lành được nếu như cái người đó có đầy đủ cái chất cái sức đề kháng trong người phải không ạ? cho nó có hai trường hợp, có một trường hợp là mình cái immune system mình nó low đó thì mình ăn uống những chất bổ dưỡng như lại uống thuốc cho nó mạnh cái immune system mình lên, Thì còn mình có thể hết mình sẽ được tránh allergy được, không? tránh À, được. tránh được. Cô thấy những người mà mang thai đi, đa số những gì này cái lúc mình mang thai cái immune system rất là thấp, cái hệ thống phòng thủ mình thấp lắm. Cô thấy ai nhiều khi có nhiều bà bầu á, ban đêm mình ngồi ngủ suốt đêm là tại vì nằm không được, là tại vì bị dướng, là tại vì immune system low. Nên sau khi sanh nở rồi đến hết thì con người ta cũng vậy, có những người mà bị cái immune system low quá đó, thì mình phải uống thuốc đi, hoặc mình ăn uống những chất bổ dưỡng cho nó mạnh lên, thứ nhất. Thứ hai là có một số người đó cô biết là cái mũi của họ rất là sensitive, nó nhạy cảm quá đi, nên nhiều khi mình hít phải một cái mùi cỏ hay một cái mùi gì bất cứ mùi lạ đó, cái foreign substance đó, thì làm cho người ta bị hắt xì những mũi, số mũi, chảy nước mũi, cái đó là cũng nhiều người bị lắm. Mình không biết mình ở trong cái hoàn cảnh nào, nhưng mà tôi khuyên quý vị nào mà bị dị ứng thì nên uống thuốc, dầu tây, dầu ta, bất cứ cái gì cũng nên uống thuốc để cho cái hệ thống phòng thủ mình nó mạnh lên, để mình tránh được cái bệnh dị ứng quanh năm đó. Nhiều người mùa xuân, mùa hè, mùa đông, mùa thu gì cũng bị hết á, nhưng mà có những người sẽ không bao giờ bị, là tại cái hệ thống phòng thủ nó mạnh lên, là cái mũi của nó không có sensitive, mình hít cái gì thì cũng không có sao hết đâu. Rất là hay. Thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có cái gì để mà chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến dược thảo không ạ? Chẳng hạn như là về vấn đề Tây y thì người ta không cho phép chúng ta sử dụng những cái danh từ về dược thảo như thế nào thì chúng ta phải sử dụng như thế nào cho đúng. Tuy nhiên những cái công hiệu của dược thảo nó vẫn có tác dụng trên trên những người dùng phải không ạ? Thì chắc chắn rồi cô, tại vì mấy ngàn Bởi vì năm dược mà bây thảo là giờ có cái từ lâu đời lắm rồi. mấy ngàn năm rồi người ta vẫn dùng tới. Nhưng mà bên Hoa Kỳ này, trên thế giới thì nước nào cũng là để trị bệnh, ngăn ngừa bệnh, hoặc là những cái gì để mà giúp cho cơ thể của mình, nhưng bên Hoa Kỳ này không được luôn mới lên. Mình không có nói dùng trị bệnh được, nhưng mà mình nói nó giúp cho cái hệ thống phòng thủ nó mạnh lên, để mình được những cái bệnh đó nó không đến với người đó, hoặc là cái hệ thống mình phòng thủ mình mạnh lên. Nhiều khi quý vị bị những cái vi trùng vi khuẩn bên ngoài nó nhập xâm nhập vào, như nó không có nhập vào cơ thể chúng ta được, nhưng bị cảm cúm không được. Đó là mình nói là uống thuốc để chỉ để giúp cho cái hệ thống phòng thủ mình nó mạnh lên. Chứ thật sự thì ngoài Hoa Kỳ này thì mình không được nói dùng chữa trị, nhưng mà cô về Việt Nam, cô qua bên Nhật, cô qua bên Đức, cô qua bên
Úc nước nào cũng đã cũng dùng cho những phép dược sử thảo để dụng. mà trị bệnh, nhưng mà kính thưa quý vị là bên Hoa Kỳ này chắc chắn là tôi nhắc đi nhắc lại hoài là không được dùng danh từ trị bệnh. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà học bác sĩ đông y mà có cái bằng châm cứu đó, cái LAC đó, tức là License of Acupuncture đó, thì những quý vị này nếu mình đăng báo trong những tờ báo đó, tại vì bên Acupuncture đó nó cho mình dùng danh từ là trị bệnh được, tức là nó cho treatment được, chứ cho bên dược thảo thì nó không cho, nó cho là food supplement, tức là cái thực phẩm cao cấp mà Thực thôi, phẩm cao cấp. food supplement. Nhưng mà nếu mà chúng ta, nếu mà quý vị nào mà học bên Hoa Kỳ này được mấy ngàn giờ, vừa vừa 2.400 giờ, tức là bây giờ tới 2.600 giờ trở lên, thì quý vị vừa học về thuốc, về đông y, rồi quý vị học về châm cứu á, thì những cái quảng cáo của những quý vị này đó thì mình được để dùng cái chữ mà trị bệnh. Tại trị bệnh không phải là cho những cái thuốc dược thảo này, nhưng mà trị bệnh như tại người ta có cái bằng, cái license hành nghề, cái board, medical board license acupuncture đó, quý vị vấn đề là được trị bệnh là tại vì acupuncture, tức là Châm cứu là được châm cứu quyền đó. là Dạ coi như một vâng, phương thức trị bệnh. và phương thức Họ trị cho bệnh phép nói như và vậy. cho phép, tức là mình cho mình là ví dụ mình làm cái course mình trị là 6 lần hoặc là 8 lần hoặc là 10 lần, thì chính phủ sẽ cho quý vị để mà sạc tiền trong cái vấn đề mà đi châm cứu mà kết hợp là dược thảo. Nhưng mà bên dược thảo không được nói trị, nhưng mà bên châm cứu thì được dùng là treatment, treatment là trị bệnh nó có luôn mình. Dạ. Vâng. Hôm nay là thưa quý vị, chúng ta cũng học hỏi thêm được một số điều liên quan đến cách nào mà chúng ta sử dụng những danh từ cho nó chính xác liên quan đến dược thảo. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì nói đến bệnh đau bao tử. Tất cả những người trong chúng ta ít nhất cũng đã chừng có một hoặc là vài lần trong đời chúng ta bị đau bao tử. Thì cái lý do gì chúng ta bị đau bao tử và nó ảnh hưởng đến đời sống như thế nào? Và nếu như để lâu dài, nó sẽ có nguy cơ đến sức khỏe như thế nào? Và chúng ta làm sao để có thể ngăn ngừa được? Xin mời quý vị đến với đề tài đề làm ngày hôm nay của bác sĩ liên quan đến bệnh đau bao tử. Xin mời bác sĩ đến với quý vị những cái thắc mắc của cái khách hỏi bác sĩ liên quan đến bị đau bao tử coi như là cấp tính hay là kinh niên thì bây giờ làm sao để có thể ngăn ngừa được ạ? Dạ vâng, thì kính thưa quý vị biết đó là bệnh bao tử thì ai cũng có thể bị hết á, tức là người trẻ tuổi, người trung niên, người lớn tuổi, ai cũng bị hết. Nhưng mà nhất là cô biết hồi tôi thi tiểu học là năm 1961, thi tiểu học đó là làm không biết làm sao mà tôi bao tử tôi bị đau quá đi, rồi tới bác sĩ nói là tại mình lo lắng nhiều quá, mình suy nghĩ lo đi mà học không biết mình thi có đậu không á. Tôi nhớ là năm năm 60 61 á, thì tôi bị. Nhưng mà lúc đó thì tôi uống hai loại thuốc, thì lúc đó nó hết. Thứ nhất là tôi biết cái loại Canvet của Pháp, Phosphalogen, Canvet, Phosphalogen thì em là biết hai loại đó. Rồi tôi uống thuốc của Nhật nữa, thì nhà. kết hợp lại thì trong thời gian là có mấy tuần lễ thì nó hết. Sau đó đi thi bình thường. Thì mình quý vị nó nhắc là để chi, để cho quý vị biết đó là không phải những người lớn tuổi mà những người mới bị bệnh bao tử đến với quý vị, bất cứ ai. Ví dụ mình lo nghĩ nhiều nè, mình ăn uống những cái đồ mà chất chua nhiều nè, hoặc là quý vị có thể là mình ăn uống không đúng giờ giấc, và để bao tử mình bị đói, bị nó cồn cào đó, thì cái chất cường tôn nó tiết ra. Thì ba cái trường hợp là chúng ta làm cho chúng ta rất là dễ bị yếu bao tử hoặc là bị đau bao tử. Thì mình uống thuốc vô để chi, để nó can mê, là nó giúp cho bao tử mình nó không có bị lở loét. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó giúp cho cái nó lấy hết cái hơi trong bao tử của gì ra. Nhưng mà mình phải ăn uống một cách điều hòa, tức là thí dụ quý vị uống thuốc trị bệnh đau nhức hay bệnh nào đó không biết, mà bác sĩ nó trong cái toa nó đề là uống cái này vô là phải ăn no, hoặc là phải có những loại thuốc để hỗ trợ bao tử của quý vị, để chỉ để giữ cho bao tử quý vị hoạt động bình thường, thì mình nên uống hoặc là nên ăn no rồi uống thuốc loại đó. Nhưng mà đa số những loại thuốc mà nó có nhiều loại lắm, như thế là thuốc Fosamax cũng phải ăn no hoặc là không được nằm, với lại uống thuốc đau nhức ra cũng phải ăn cho no, chứ bằng không thì chắc chắn là quý vị bị rồi. Mình cố gắng làm sao, tức là mình bắt đầu bị đau mình hơi hơi thôi là bị yếu bao tử, nhưng mà mình bị đau có thể là mấy tháng liên tục trở lên đó, thì nó là bao tử mình bị đau kinh niên rồi. Thì mình phải coi, mình nhiều khi mình phải soi bao tử có mình bị cái gì, có bị lở loét trong bao tử của mình không, hoặc là một lý do nào đó nó bị bao tử bị lạnh. Tại vì bên đông y nó dùng hai danh từ, một là bao tử bị lạnh tức là nó bị stomach cold, còn bao tử bị nóng là mình nó nóng trong người, mình lẽ nhìn cái lưỡi đó thì thấy lúc nào cũng ăn hoài mà thấy có đói hoài, nó không có stop được, tức là nó đốt bao tử mình rất là nhanh. Người nó có thể bị mập không bác sĩ? Mình ăn nó đốt Ăn nó nhiều còn quá không cũng mập, không mập luôn không nhưng mà mập, cứ ăn hoài. nhưng mà mình thích ăn ăn hoài không biết no mà bao Như tử. vậy người nó như vậy sướng quá rồi, được ăn uống thoải mái. Còn cái người mà bị bao tử bị lạnh á, kính thưa quý vị là
mình nhìn cái lưỡi đó, thay vì nó màu màu đỏ màu vàng đó, thì nó bị lạnh, bị nóng, còn mà lạnh đó, thì nó màu trắng. Thì trắng là sao? Là bao tử mình ăn nó không có tiêu, thì nó giữ bao tử mình nhiều khi ăn trong vòng vài tiếng đồng hồ quý vị thấy là bao tử mình nó hoàn toàn nó hoạt động, nó digest hết. Nhưng mà những người bị lạnh bao tử nhiều ăn nhiều khi 4 5 6 7 tiếng mà bao tử nó không có tiêu, bao tử bị nóng, bao tử bị lạnh. Thế là nói về bên đông y dược thảo thôi, chứ mà bên tây y thì nếu mà mình bị bệnh là mình sẽ chữa trị thôi, chứ không có nói là bao tử lạnh, bao tử nóng hay gì hết. Nhưng mà bao tử bị lạnh hình như nó khó chịu hơn, nó phải bác sĩ phải ăn hoài, nó cứ nó đầy, nó nó không đầy, tiêu, nó nó không làm khó tiêu, chịu lắm. nó cứng bụng, nó bị sình bụng, đầy hơi ở chua, nó làm rất là khó chịu. Còn bao tử nóng thì nó đỡ hơn, cho nên Ăn hoài người nào bị hay là được bị bao tử nóng thì cứ tha hồ ăn uống, không, nhưng mà nhưng nó mà cũng không tốt phải không bác không sĩ? tốt. Cô nhìn cô thấy cái lưỡi này đóng màu vàng, rồi khi vàng nó ra màu vàng đen luôn đó, nó nóng nó vậy đó, rồi mắt đổ gàn, hoặc là người mình nó không có bình thường được. Nó có hai cái trường hợp. Còn bên tây y thì thí dụ mà cô bị dư cái chất axit đi, thì người ta cho uống Natsum, Rivaxit, Prilosec, hoặc là người ta bị cái gì đó, hoặc là bị con vi khuẩn Helicobacter, thì người ta cho uống Rucin để mà tiêu diệt cái lại vậy thôi. Còn bên đông y thì có những loại dược thảo nó làm sao mà cho nó giá cái bao tử lại, nó giúp cho cái bao tử mình nó lành lặn lên, nó giúp rất là nhiều. Thì cả hai cái thật sự thì bên tây đông y gì cũng được hết á. Cái nào mà nó giúp cho quý vị được bình nó mình không còn nữa, thì cái bên nào mình không có được chê khen bên nào hết cơ. Thế giờ bên nào nó cũng giúp, thì bên đông y mình cũng giúp cho bao tử mình nó lành lặn hoạt động bình thường. Còn bên tây y thì người ta cũng muốn cho bao tử quý vị nó được hoạt động bình thường, để chuẩn bị bệnh đau bao tử, yếu bao tử, hoặc là bao tử ăn không tiêu, sình bụng đầy hơi chua. Thì cái đó là đương nhiên là ai cũng muốn, mình làm bác sĩ thì ai cũng muốn giúp cho bệnh nhân mình mau hết bệnh, chứ không có ai mà để mà nuôi bệnh được hết đó. Tại tôi thấy có một số ví dụ như người ta bị cái bệnh nào đó là mình bị special, bệnh đặc biệt đi, bị vẩy nến đi, mà mình thấy mình chữa người ta không được đó, thì nên đi bác sĩ về da liễu, bác sĩ về da, dermatologist để giúp cho người ta liền, chứ không để có biết bệnh vẩy nến mà mình không chữa trị được đó, mà để nó càng ăn lan. Mà ăn lan thì mình không phải bác sĩ về chuyên khoa, mà chỉ bác sĩ về gia đình, bác sĩ về general practice hay là family practice, thì nên giới thiệu cho những cái bệnh nhân mà bị mà chữa không hết rồi bắt buộc phải cho người đó đi khác. Cũng giống như thể là bệnh gì mình bị bệnh mà mình thấy người đó là bị cái chứng bệnh nào đó mà người ta xin đi, thì mình nên làm cái giấy giới thiệu cho người ta đi về chuyên khoa, cái đó là hay nhất đó. Được. Vâng. Thưa bác sĩ, trở lại với vấn đề là khi mà người ta bị stress quá, bị lo lắng quá, người ta đau bao tử, cái gì ở trong cái não của người ta nó khiến cho nó tức là cái hệ thống thần kinh nó như thế nào mà nó chuyển xuống cái hệ thống tiêu hóa làm đau như vậy? Cô biết là trong hệ thống cái nó gọi là cái nervous system á, là trong óc của cho nó đưa thẳng về bao tử. Mà quý vị nên nhớ là bao tử chúng ta là cái nơi mà nhiều thần kinh nhất. Bởi vậy thần kinh mà mình lo nghĩ, mình ngủ được, mình lo nghĩ hay gì đó, thì nó kích thích, nó tiết ra cái chất cường tôn nhiều. Mà cô thấy vậy là người ta bị loét bao tử hoặc là bị đau bụng kinh niên là cũng do cái thần kinh, cái não bộ của chúng ta, nó là cái men ở trên óc của chúng ta đó, nó truyền cái signal xuống bao tử là tự động bao nhiêu thần kinh nó thúc giục, nó tiết ra cái chất này để nó bảo vệ bao tử. Nhưng mà thật sự chất cường tôn nó nhiều quá thì nó sẽ hại bao tử của mình. Là vậy đó, cô luôn mới lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại tiếp tục với đề tài ngày hôm nay liên quan đến kiến thức dược thảo và sức khỏe. Trở lại với chương trình Kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay bác sĩ nói đến bệnh đau bao tử và chúng ta làm sao để có thể ngăn ngừa bệnh đau bao tử. Thế thì bây giờ chúng ta sử dụng loại thuốc nào và những cái loại dược thảo nào thì nó có hiệu quả để chúng ta cải thiện sức khỏe của mình? Xin mời bác sĩ ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì nãy tôi nói vừa vừa đông vừa tây, thì mình tây y đi, thì quý vị nên nhớ là thế mình bị bệnh đau bao tử, bác sĩ sẽ cho quý vị những loại thuốc như là Nexium để cho uống, cho nó làm cho cái nó không axit, nó không bị reflux lên, là Nexium, Rivaxit, Prilosec, hoặc là những loại thuốc tương đương Omeprazole, tức là cái generic đó. Nhưng mà bên đông y thì nó cũng giống tương tự như vậy. Đông y dược thảo thì những thể là quý vị thấy mua những cái tiệm mà không phải của bên Hoa Kỳ này mình sản xuất đi, mà mình thấy gì vô những cái bên mấy cái tiệm mấy store đó của người Hoa hoặc là người Việt mà bán đó, quý vị thấy là cái bảo hở hoàn, tức là những cái nó có sáu vị chánh thôi, sơn tra thần khúc, lại phụ tử, với lại trần bì, phục linh, với lại liên kiều.
Còn nếu mà còn cái công thức của chúng tôi đó là đặc biệt là tôi tới mười mấy gì đó, ngoài những cái sơn tra thần cúc lại phụ tử Liên Kiều rồi Phục Linh rồi Bán Hạ Trần Bì này kia đó, thì chúng ta lại có thêm những cái vị khác nữa. Nó có những cái vị mà về cô Lưu Linh biết là cái dược thảo nó cũng có cái trụ sinh đó, nhưng mà nó rất là chậm. Những cái loại cái loại dược thảo mà nó có trụ sinh nó tên là gì bác sĩ? Là Hoàng Liên, Hoàng Cát Bá, Hoàng Cầm, Chi Tử, Kim Ngân Hoa, nó sẽ làm cho con những cái ký sinh trùng hoặc là cái con Helicobacter nó không hoạt động nhanh được, nó chậm, slow, nó slow down. Nhưng mà quý vị nếu mà mình đi thử máu hoặc là mình thở thở cái hơi để mà bong bóng đó, mình biết mình có cái con vi khuẩn này, là tôi khuyên là nên uống thuốc tây thì tốt hơn, nó nhanh hơn. Tại vì uống trong vòng 10 ngày, 14 ngày, 20 ngày maximum thôi, thì trong này nó có thứ nhất là mình dược thảo thì quý vị, hoặc là quý vị uống thuốc tây, uống cái Prevacid Prelosec Nexium mỗi ngày một viên thì được, nhưng mà kèm theo đó là cái Trimox, tức là Amoxicillin đó, 500 mg mỗi ngày 2 viên, rồi cái Bioxin, Azithromycin uống ngày một viên, thì kết hợp lại trong vòng 14 ngày thì con Helicobacter trong bao tử của gì nó sẽ nó chết đi, hoặc là nó không có hoành hành nữa. Rồi mình trở lại bác sĩ một lần nữa để check thử coi mình còn bị nó còn sống không, tức là còn con Helicobacter pylori hay là không, thì bác sĩ check là mình thấy hết rồi thì bây giờ an an tâm, cái gì uống thuốc bao tử một thời gian thì coi như trở lại trở bình thường. Nhưng mà nếu mà quý vị mà bác sĩ check lại mà thử máu với lại làm thổi bong bóng một trong hai cái thì nó còn đó, thì quý vị phải uống thêm 6 ngày nữa, tức là 20 ngày cơ. Mình mà uống trụ sinh thì thấy là tốt nhất, chứ mà bây giờ trong bằng dược thảo có trụ sinh nhưng mà nó rất là Nó chậm, chậm. nó chậm quá, không lẽ mình uống liên tục 2 3 tháng sao, thì nên uống thuốc tây là tốt nhất. Còn cái trong cái dược thảo của chúng tôi thì nếu mà mình bị mình sơn tra đó, quý vị biết đó là sơn tra thần khúc là ví dụ mình bị cái mỡ nhiều nó ở trong bao tử mình, nó làm cho mình không tiêu thì mình uống sơn tra thì nó sẽ tiêu. Còn thần khúc, vậy thần khúc là cái gì, là những cái thức ăn mình ăn mà nó để mình bị hư hoặc là nó bị hơi quá đát, hoặc là nó làm cho nó không nó bơi nó chưa có bị thúi nhưng mà nó không có tốt, nó bị sắc độc đó, thì thần khúc nó sẽ giúp cho nó làm cho nó khanh mê, là nó không có bị làm cho độc bao tử của mình. Rồi có sơn tra thần khúc lại phụ tử là như thế, quý vị ăn uống những cái chất mà chất stock, tức là Bột. chất tinh bột đó, nó cũng làm cho quý vị không có tạo ra cái chất men nhiều để mà mình làm cho bao tử mình nó bị sình bụng để hơi chua. Rồi thí dụ mình bị loét bao tử thì nó có cái bạch chỉ với lại địa du, nó tráng một cái giúp cho tráng một cái màng mỏng trong bao tử quý vị, để quý vị giảm cái cơn lở loét của mình. Còn cái Bán Hạ Trần Bì đó là những người nào mà bao tử mình nó bị hơi nhiều quá đó, thì nó làm cho Bán Hạ Trần Bì nó làm cho quý vị nó lấy hết hơi trong bao tử mình ra. Nên trong cái dược thảo nó rất là, mỗi một cái nó đi vào một cái rất là hay. Bởi vì người bác sĩ đông y đó vừa là bác sĩ chẩn đoán bệnh mà vừa là mình biết cái vị nào để giúp cho trong cái người đó uống cái thuốc nào đó, chứ không phải là mình hốt tùm lum tùm la nó tới mấy trăm vị rồi mình bỏ vô tùm lum, không đúng, tại vì nó có cái đầu thang hết thưa quý vị. Nên cái đó rất là quan trọng. Cái người mà này học tới nơi tới chốn thì chắc chắn là sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Còn tôi biết là bên Việt Nam thì mình tới mấy ông thầy lang, thì ví dụ cha cho cái 10 vị, tới người con cái ông cha ông giấu ông vị, tới người con cái giấu thêm Tại sao một lại phải hai vị, làm như vậy? tức là Tại gia đình của mình mà người ta muốn giấu nghề người phải ta muốn giấu nghề, hoặc là người ta dạy cho người nào đó, người ta không có 100% người ta cho. Tại vì có những cái thuốc này quy bì thang, quy bì tức là tâm tỳ khí huyết đi, tôi thấy có những người mà cứ giấu rồi đưa mở cho tôi coi, nói bác sĩ cái to này quý lắm, mấy trăm năm rồi, gia đình tôi là chỉ có là tâm tỳ khí huyết thôi mà người ta giấu, người ta không có cho biết là cái thứ gì, là Cái đó bên hình như tâm lý của văn hóa Á Đông nó phải không bác sĩ? dạ thưa Chứ đúng. còn còn Mỹ thì họ đâu có còn như bên Hoa vậy Kỳ đâu. này, quý học quý vị học bác sĩ đông y ở trường đông y, ở trường đại học đàng hoàng thì người ta không có giấu gì hết, Không bao giờ giấu tới 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 mấy ngàn cái to thuốc đó nó không có giấu gì hết. Còn bên Việt Nam á thì thí dụ cô dạy cho một học trò của mình thì mình giấu bớt gì, rồi học trò mình lại dạy Đó cho hình như văn hóa Đông phương đều là như vậy nó hết, người giấu từ nó. người Trung Hoa cũng vậy, họ Dạ hay thưa đúng. giấu giấu Với lại gì, ngày xưa tôi thấy là họ không muốn có người nào giỏi hơn mình, phải thí dụ không bắt ạ? mạch là mình phải bắt mạch bằng cái tay của mình vô cái mạch của mình, nhưng mà bên kia hồi đó tôi thấy phải làm chuyện cái sợi dây, làm Không sao mà chính xác được. không có chính xác được. Nhưng mà ngày xưa thì mình coi mình tại thường thường ta khám bệnh là ta coi theo cái five element, cái ngũ hành đó,
ta biết cái gì. Chúng ta mình nói về cái dược thảo này đi, thì tao có biết là ngũ hành á, cái nó có hai cái liver với lại cái wood, tức là cái wood với lại cái liver, tức là liver excessive, tức là nó làm cho mình gan quá vượng đi, thì nó lại nó dội qua, nó làm cho cái wood, tức là cái mộc đó, nó làm cho bị tổn thương, nên nó vừa access làm cho gan mình bị, rồi mình ăn uống không có tiêu. Thì bên Đông y người ta chỉ trị bệnh theo cái cách mà cái ngũ hành rất là nhiều, bất cứ bệnh nào cũng vậy, reactive hoặc là những cái over, tức là overact, tức là tất cả cái gì người ta dựa theo ngũ hành, tức là ngũ hành là vừa tức là five element cộng với lại cái yin yang. Tại vì bên Đông y đó nó ngộ lắm, quý vị biết là yin yin là yin yin tức là âm, yang là dương, mà thấy là âm dương đó nó kết hợp lại với nhau, nó quấn, nó ngang với nhau, nó ba lăng thì cơ thể chúng ta không có bị bệnh. Nhưng mà âm dương nó một cái âm thịnh dương si hoặc là dương thịnh âm si thì cơ thể của chúng ta bị bệnh. Thì ngày xưa người ta dựa theo đó, mình như có thấy có cái nhưng cũng rất là chính xác, Chính đúng xác không? Nhưng mà không có 100%. Nhưng ngày xưa người ta chỉ bóc 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 thuốc lên người ta về, người ta xách, còn bây giờ nó làm theo cân lượng, nó có là ví dụ như 300 mg, 500, 700, thí dụ vậy, thì người ta có cân lượng bây giờ thì nó chính xác hơn ngày xưa. Nhưng mà nó còn tồn tại là quý vị biết là nó có giúp cho cơ thể con người ta rất là nhiều trong cái diện dược thảo này. Nhưng mà bên Hoa Kỳ này không có được dùng danh từ trị bệnh mà chỉ là food supplement hoặc là cái dược phẩm cao cấp mà thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người uống và phù hợp, cũng hợp với Hạt nhiều rất là lắm, có nhiều người tại uống và cải thiện sức khỏe được rất nhiều. thật sự thì mình đi học ở trường, mình ra là bác sĩ, có thấy không, mình đó là Tây y học tới 30%, rồi thuốc gì dược thảo học tới 33 30%, 35%, rồi cái châm cứu 35% nữa, tức là kết hợp là nó 100%. Bởi vì người ta bên Đông y đó nó vừa ngay, chứ có một số người nói Đông y không biết gì Tây y. Kính thưa quý vị là cũng học pharmacology về bệnh Tây y, rồi học về physiology, rồi cũng học về cái human anatomy, tất cả những cái Tây y ta học tới 30%. Đông y thì dược thảo 35, còn châm cứu cũng 35, thì kết hợp lại 100% thì cũng giúp rất là nhiều. Nên quý vị nên nhớ là cái đông y này cũng rất là giúp cho cơ thể chúng ta rất nhiều. Nếu mà cô Lung Linh thấy là nếu mà ngày xưa mà nó không có kết quả tốt thì nó đâu còn tồn tại mà bao nhiêu Đúng ngàn năm rồi. bây giờ, cô Lung Linh. Nhưng mà người ta lợi dụng, người ta quảng cáo nhiều khi nó quá lố đi, nhiều khi trị bá bệnh đâu này kia thì cái chuyện nó không có đúng. Thật sự ra chẳng có thuốc tiên trên đời này đâu. Dạ thưa đúng, mình phải cái nào cho đúng Nhưng cái mà đó. mình không thể phủ nhận hiệu quả, nhưng mà không thể nào nói được rằng là giống như thuốc tiên có thể một loại mà có thể cải thiện được đủ thứ hết, thì cái điều đó là hơi hơi phóng đại chứ. Thưa bác sĩ, nói đến vấn đề đi học về y khoa ở tại bên Mỹ này, bây giờ bác sĩ đi học về Đông y đi, bác sĩ cũng vẫn phải học cả về Tây y để nắm được cái căn bản đúng không ạ? Bắt Tức buộc là chứ. phải ở ở trường học ở bên này nó bắt buộc chúng ta phải có căn bản của cả hai lĩnh vực hết, cả Đông và Tây. Dạ Thì thưa như đúng. vậy mình mới được cấp bằng để ra hành nghề. Thành ra như vậy là để bác sĩ clarify với một số người suy nghĩ rằng Đông y không biết một cái gì hết về Tây y, phải không ạ? Biết đúng vậy, tại vì Nếu như học ở đâu thì mình không biết, nhưng mà học ở bên Mỹ này là bắt buộc phải cô học thấy cả là cả bên Đông Việt cả Nam Tây. và tất cả những nước khác đâu có ai là kêu bằng Oriental Medical Doctor đâu, tức là bên Hoa Kỳ là vừa học Đông vừa học Tây vừa học đủ thứ, cầm ai lại rồi cô được cái bằng cấp, rồi cô đâu đâu làm việc được. Cô phải đi thi board, tức là Medical Board, Acupuncture Board ở trên Sacramento, nó gửi xuống mình mới, nó có mình mới thi đậu, mình mới được mở phòng mạch, chứ đâu phải là như thế ông thầy Lang mình học ra cái mình mở cái này kia là cũng đóng. Bên Hoa Kỳ này không được châm cứu nữa, cô biết châm cứu là phải có cái bằng LAC, tức là License of Acupuncture thì mới được, bởi vì Đông và Tây nó có đầy đủ hết. Nhưng mà tôi nhớ là cách đây là gần 20 năm tôi ra bác sĩ Đông y là coi 25 năm rồi, thì 20 năm tôi xin một cô lại lại khám bệnh và tôi khám, thì tôi muốn biết là cái trong cơ thể có bị gì, tôi xin một con bác sĩ. Cô nói gì vậy? Cô xin bác sĩ chỉ một cái bản copy đi. Thì ông bác sĩ đó lại nói câu này thì rất là không đúng, nói là bác sĩ Đông y biết gì đâu mà coi, thấy không? Bởi vậy câu đó không cũng không có đúng, tại Đông y người ta đã học 30% rồi, mà bởi vì cái câu nói đó, cô biết không, tôi đi học thêm mấy năm nữa để tôi lấy cái bằng Tây y,
Để bây giờ bất cứ quý vị bệnh nhân nào mà bị con tự giấy thứ máu mà đi bác sĩ Mỹ mà nó nói không biết quý vị gửi cho tôi sẽ đọc từng từng cái like cho quý vị rồi tôi phân tách ra quý vị thiếu cái gì, dư cái gì, bị cái nào. Chứ ngày xưa đó mình đã là học 30% về Tây y rồi. Nhưng mà có một ông bác sĩ Tây y ở Quận Cam này nè, nói cô nó lại xin cái bản copy để cho ông bác sĩ Đông y coi, cái nói bác sĩ Đông y biết gì đâu mà coi. Tôi thấy nói vậy cũng rất là không có Nhưng mà đúng. cũng nhờ câu nói đó mà bác sĩ có cả bằng Đông y và Tây y. Dạ. Nhưng mà bác sĩ vừa là bác sĩ Tây y vừa là bác sĩ Đông y, thành ra là nên cảm ơn câu nói đó phải không Dạ, ạ? vâng, cái đó là nhờ nhờ câu đó nó thúc giục mình Nhưng là mà cũng mất một khoảng thời gian dài, dẫn dịch hơn 4 năm thôi con. thêm 4 năm Dạ. nữa nhỉ, để có thể có được bằng cấp về hai Tây lệnh về nữa. Tây y luôn. Còn khi bác sĩ học về cả Đông y Tây y như là bác sĩ vừa nói và châm cứu như vậy thì bao nhiêu năm ạ? 8 năm phải không ạ? Dạ, tôi học về tôi có hồi đó là tôi học 4 năm về đại học ưng Hoa Kỳ này. Rồi học thêm 3 năm nữa là lấy cái master. Rồi thêm 3 năm nữa là lấy cái OMD, rồi học thêm 3 năm nữa lấy cái PhD, tôi bào chế thuốc, là tổng cộng riêng tôi học rất là lâu. Thì có những người học từ ngành nó khác nhau, nhưng mà tại tôi học từng giai đoạn đó. Rồi lại học Đông y, rồi học qua bên Tây y. Nên mình học nhiều quá thì cô biết là cũng rất là tốt, là tại vì mình có cái kiến thức của mình để mình giúp cho bệnh nhân rất là nhiều. Cái chuyện đó là rất là cảm ơn Thượng Đế. Và cũng phải nói rằng kiên nhẫn lắm đó. Phải rất là kiên nhẫn để có thể theo đuổi được. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ mở đường dây để quý khán thính giả gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita. Trở lại với chương trình Kiến thức Dược Thảo, thưa quý vị. Chúng tôi xin phép được mở đường dây để quý khán thính giả gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ Morita. Trong đề tài ngày hôm nay là bệnh đau bao tử. Số điện thoại của đài là 714-893-3264, 714-893-3264. Trong lúc chờ đợi khán thính giả gọi vào, Lưu Nguyễn Linh xin giới thiệu đến loại thuốc đau bao tử của bác sĩ Morita, đó là thuốc Stomaisu mang số 35. Loại thuốc này đang được bày bán ở khắp Hoa Kỳ cũng như là Canada, và loại thuốc này là công thức của bác sĩ Morita đã tìm kiếm và bào chế đã mang lại hiệu quả cho những người tiêu dùng. Xin quý vị hãy đến các đại lý ở các nơi, hoặc là quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty có số điện thoại là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Quý vị mua 6 hộp quý vị sẽ được tặng một hộp. Và chúng tôi xin được mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Alo. Hello. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ. Cho tôi hỏi là chào chị. tôi bị đau bao tử cũng hồi lúc nhỏ đó. Dạ. Nhưng mà tôi qua đây được 3 năm rồi, năm đầu á, tôi có đi khám bác sĩ gia đình. Dạ. Nhưng mà bác sĩ gia đình nói là tôi bị vi khuẩn ở Việt Nam, mà tôi đã uống hết rồi, bác sĩ Việt Nam nói hết rồi. Dạ dạ. Về khám lại bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình nói nha, là chỉ hết rồi thì nó đã hết rồi, nó không còn đâu. Dạ. Thì bác sĩ có cho tôi thuốc gì uống nhưng mà tôi vẫn thỉnh thoảng ợ hơi rồi nhiều đó. Dạ. Mà chị có đi khám lại chứ, chị có đi khám lại chị có bị cái vi khuẩn nó có tái trở lại không vậy? Tại con vi khuẩn này Helicobacter pylori này đó nó tái đi tái lại hoài, nhiều khi chị uống thuốc 1-2 năm nó hết rồi, nhưng mà sau đó mình bị nhiễm trở lại nữa. Nên tôi khuyên chị nên đi thử lại lần nữa đi. Nếu mà thật sự hết thì chị chỉ cần uống thuốc bao tử thì chị sẽ hết à. Nhưng mà nhiều khi nó còn con Aspergillus này thì chị uống thuốc bao tử nó không có hết. Nó tới tái đi tái lại hoài là chị phải đi thử lần nữa đi. Tại vì 3 năm rồi bên kia, bên Việt Nam là bây giờ sau 3 năm là chị qua bên Hoa Kỳ này mình ăn uống nhiều khi mình tới mấy cái tiệm hoặc là nhà mình nó con vi khuẩn này nó lây từ cái chén những cái đũa chén muỗng này kia đó chị. Ở nhà mình cũng có thể lây với nhau được, hoặc là những cái tiệm quán cũng có thể lây được, nên tôi khuyên chị nên đi trở lại bác sĩ xin đi thử máu coi chị hoàn toàn hết hẳn chưa. Dạ. Nhưng mà cho tôi hỏi là thỉnh thoảng lúc này ăn cũng ở hơi, với là thỉnh thoảng nó lói ở mé sau lưng á, làm sao nhiều lúc ăn có vẻ như cái gì đó nó cản nó không xuống, nó lói ra sau lưng, mà vậy là sao rồi bác sĩ? Tại có thể là cái esophagus của chị, cái cuống bao tử của chị nó bị hẹp á chị. Nhiều khi lúc trước chị bị sưng mà chị không có biết. Mình để lâu quá rồi cái tự động nó hơi chai chỗ chút xíu nào đó. Thì cái cuống bao tử của chị nó hơi hẹp là chị nuốt vô, nhiều khi chị bị hơi mắc nghẹn, hoặc là nuốt nó không có trôi, hoặc là nhiều khi mình cảm thấy mấy hàng sau lưng của mình, mấy hàng sau cái esophagus nó hơi nó khó chịu. Là chị cái đó là mình có một cách duy nhất là chị phải đi soi thử coi cái cuống bao tử của chị, cái esophagus của chị nó có bị hẹp hơn bình thường hay là không. Bác sĩ sẽ báo cho chị biết liền, chụp hình nó thấy liền à. Thì mình chỉ nói nó hết dứt rực, mà nhiều khi chị bị cái này đó nó phải nông ra, chứ nhiều khi mình uống thuốc nó cũng không nhầm nhòi gì đâu. Nên cái đó là nhiều khi phải làm surgery. Nhưng mà tôi khuyên chị đầu tiên là chị
thử coi chị còn cái con vi khuẩn Aspergillus này hay không. Thứ nhất, thứ hai nữa là nếu mà chị uống thuốc mà nó còn thì chị uống tiếp tục, chứ uống cho nó chết hết đi. Còn mình uống thuốc bao tử thời gian mà nó chị nuốt vô cảm thấy mấy bên sau ơn sau của chị đó nó làm cho khó chịu, hoặc là mình nuốt nó không thông đó, thì chị đi làm đi rọi thử coi, đi soi thử coi nó có bị hẹp hơn bình thường lúc trước hay là không. Nếu bình thường thì chị nuốt không sao hoặc chị uống nước cũng không sao, còn nếu mà chị hẹp hơn ta thì mà chị ăn một chút bánh bông lan hoặc là nuốt vô cái gì nó hơi nhiều chút xíu là chị bị nó xuống chậm hoặc là khó, nó không có xuống bình thường, là coi chừng là chị bị hẹp cái nó hơi Dạ hẹp. đúng rồi, nó khó chịu nhưng mà nó cứ lối ra sau lưng thôi, Dạ thỉnh đúng. thoảng tối mà ngủ lâu lâu nó đau mấy sau lưng gì đó. Nó thì có cái nhất cách đó là chị biết biết rõ thôi chị. Còn Dạ mình đi dạ soi hoặc là có bị lét là hoặc phải đi bác sĩ dạ đi bác sĩ ha, đi khám lại để rồi thử làm máu gì lại. đó. Không, đầu tiên đi thử máu để coi cái con Aspergillus chị nó còn sống ở trong bao tử gì không, nó có cái positive, có dương tính hay là không. Nếu mà Dạ nó cái âm tính đó, nếu là negative thì không có sao, nhưng mà dương tính thì bác sĩ tự động sẽ cho chị thuốc rượu sinh, chị uống trong vòng 14 ngày cho nó tiêu, nó diệt lại lần nữa như vậy nha. Rồi chị sau đó chị uống thuốc bao tử loại nào nó cũng giúp cho chị nhiều lắm, bất cứ loại nào. dạ 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 vậy thì đi khám trước rồi tôi muốn uống thuốc bác sĩ thì uống sao hả bác? Dạ chị uống cho tôi trước bữa ăn đó, hoặc là sau ăn cũng được, uống cho tôi sáng 2 chiều 2, trước bữa ăn cũng được mà sau ăn thì chị cũng được nữa. Dạ Vậy cái thuốc đó là thuốc số mấy vậy dạ, bác? dạ số 35, nó gọi là Stoma Isu số 35, là nó giúp cho bao tử chị nó hoạt động bình thường trở lại đó. Thế chị thử ra, nếu mà chị không có con Aspergillus thì chị uống thuốc này nó rất là hợp với chị, mà nếu mà có thì phải 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 chữa trị bằng thuốc rượu sinh đó nha chị nha. Dạ rồi, dạ thưa cảm Cảm ơn ơn chị. bác sĩ dạ nhiều. Bye bye. dạ thưa cảm ơn chị. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ muốn hỏi bác sĩ cái thuốc này của bác sĩ đó là mình không có bị đau bao tử, nhưng mà cái này nếu mà hôm nào mình ăn những cái thức ăn mà nó bị đầy bụng đó ra nên có thể uống được không bác sĩ? Dạ được, cô để nhà đi. Ví dụ như bữa nào mà cô ăn uống thấy nó sình bụng đầy hơi ở chua, hoặc là bụng mình hơi cứng bụng đó, cô uống cho tôi ngay lúc đó đi, uống chừng 3 viên thì khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì nó sẽ tiêu, nó sẽ hết. Cái đó là không có bị bệnh. Còn chị bị cô bị bệnh là cô phải uống liên tục mấy mấy tuần lễ, còn nếu mà không bị bệnh thì mua để nhà, khi nào mình ăn không tiêu thì cô uống một cái liều thôi. Dạ, thì nếu vậy là con cứ để sẵn một lọ ở Ở nhà. nhà, thì hôm nào mình ăn hay là người nhà ví dụ mình ăn không tiêu thì mình cứ sử dụng ngay cái liều ngay cái ngày hôm đó là được bác sĩ hả? Dạ đúng rồi cô uống cho tôi 3 viên ngay lúc đó đi, sau bữa ăn hoặc trước ăn cũng được. Dạ rồi. Rồi cái ở văn phòng bác sĩ là cái nhờ bác sĩ giải thích dùm cho cái thuốc mà cái Flexilin đó bác sĩ. Tại mẹ bị đau nhức cái nhưng mà cái Flexilin. này là uống là nó có đỡ bác sĩ. Cái đó là nó trị về đau đau nhức, thì thống phong hoặc là bị đau nhức thì phong thấp đó. Thì uống cho tôi, nếu mà bác bị nặng thì nó bác uống cho tôi mỗi ngày 6 viên sáng 3 chiều 3. Trước ăn được mà sau ăn cũng được, mà tại cái thuốc này bằng dược thảo nên nhiều khi mình ăn chút xíu rồi uống thuốc rồi, chứ không bắt ăn phải no như thuốc tây. Ví dụ mình có gì trong bao tử mình một miếng bánh mì hoặc là cái gì thì bà cụ uống được rồi, nó không có làm cho cồng cào, nhưng mà phải có gì trong bao tử chứ. Thường thường bao tử mình không có, nó empty, nó không có gì trong bao tử mình uống thuốc vô thì nó hơi cồng cào đó. Tôi khuyên là bác nên ăn cái gì chút xíu đi, uống ly sữa hoặc là uống bánh ngọt hay là cái gì cũng được hết á, còn nếu mà ăn cơm thì cũng được. Nhớ cô Dạ, nha. nếu mà phải mình phải ăn trước khi uống hả bác sĩ? Dạ phải phải ăn trước khi uống, mà không có ăn nhiều. Ví dụ uống ly sữa hoặc là một miếng bánh mì hoặc là cái gì đó cũng được rồi, chứ không cần ăn no, nhưng mà ăn no cũng tốt, không sao. Vậy cảm bác sĩ Rồi, cảm nha. ơn cô. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ. Dạ, xin chào anh. Anh có câu hỏi chi thưa anh? Ok, tôi hỏi bác sĩ, tôi uống thuốc Lai bật kinh. Lai Bạc Kinh uống 14 dĩ còn uống nữa không? Uống thêm nữa được không bác sĩ? Anh dạ được, nhưng mà anh phải đi thử máu lại coi anh muốn uống là tại lý do nào anh uống vậy. Anh có đi thử Tại máu làm sao hay là sao? vì bác sĩ nói là tôi có con vi trùng mà không ít
cũng có mấy ngàn con là không có được chôn. Dạ. Thì không chôn thuốc á. Dạ. Thì bây giờ vậy nếu mà mấy ngàn con thì không sao, anh uống được mười mấy dĩ là được rồi anh. Còn ngoại trừ thí dụ mình đi thử mà anh thấy cái lượng vi trùng nó cao quá, thí dụ như 500 ngàn con, 700 ngàn, triệu, mấy triệu đó lên đó, thì nên anh đi thử máu lại để coi vi trùng nó còn cao hay là hạ xuống rồi, hoặc là cái men gan. Còn nếu mà anh mấy ngàn con thì anh uống để ngừa thôi, không có sao đâu, nó ngủ mà. Không, bây giờ anh uống tôi nghĩ là mười mấy dĩ, tức là 7 hộp rồi đó là ok rồi đó. Tôi uống hết 14 hộp rồi đó bác sĩ. 14 hộp tức là 28 dĩ. Dạ. Dạ. Dạ thì được rồi anh, nếu mà anh nói bác sĩ mà thử máu rồi có mấy ngàn con thì không sao. Nhưng mà sao mà mốt á, anh đi thử lại lần nữa đi. Dạ. Rồi có gì anh cầm cái giấy thử máu lên phòng mạch tôi, nếu mà anh ở dùng đi rồi Sài Gòn tôi coi giùm cho. Dạ, tại vì tôi ở dưới San Diego á. À San Diego, anh có thể một trong hai trường hợp, một là anh có cái dịp nào anh lên, anh ghé phòng mạch tôi, hai là anh có thể anh xin cái bản copy của cái giấy thử máu đó, anh gửi lên cho tôi. Tôi coi cái men gan nó mức độ nào, với lại anh có bị nhiễm loại hepatitis B hoặc là loại C, hay là cái thử cái lượng mà DNA coi vi trùng là bao nhiêu, thì tôi sẽ giúp cho anh để mà anh có nên uống nữa hay không, hay là anh stop. Ok vậy. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ thưa, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn các vị thính giả đã gọi vào trong chương trình của ngày hôm nay. Xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị thuốc Stomaisu mang số 35. Thuốc này cải thiện những vấn đề liên quan đến bao tử của quý vị. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến cách sử dụng loại thuốc này, xin quý vị hãy gọi cho bác sĩ Morita. Con số điện thoại là 1-818-634-1706, 818-634-1706. Nếu quý vị muốn đặt hàng từ công ty, xin liên lạc qua số 1-800-990-8319. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, tất cả những loại thuốc của công ty quý vị mua 6, quý vị sẽ được tặng 1. Và quý vị sẽ được free shipping trên toàn tiểu bang. Và chúng tôi cũng có chương trình gửi thuốc về Việt Nam. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến gửi thuốc cho người thân như thế nào, thì xin quý vị hãy gọi cho công ty qua số 1-800-990-8319. Hoặc quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho bác sĩ Morita qua số là 818-634-1706, 818-634-1706. Chương trình Kiến thức dược thảo với sức khỏe và sắc đẹp ngày hôm nay đến đây đã hết giờ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ở trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, quý vị có thể là lên cái truyền hình, dạ, truyền hình. Internet của dạ vâng. Công ty đó thưa cô. BFM TV phải không? Hay là B... Dạ. Tức là Việt Nam, tức là VN. VNBTV.com. VNBTV thưa quý vị. Quý vị có thể lên chương trình của bác sĩ ở trên Internet VNBTV.com. Quý vị có thể theo dõi tất cả những chương trình liên quan đến kiến thức y khoa của bác sĩ Morita phụ trách, cũng như là những chương trình giải trí, cũng như là những chương trình về tin tức hàng tuần. Chúng tôi rất mong đón nhận sự theo dõi của quý vị, cũng như là những ý kiến đóng góp của quý vị. Một lần nữa, VNF phải không ạ? VNB. VNBTV. Yeah. VNBTV.com. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ. Xin trân trọng kính chào. Yeah, xin cảm ơn quý vị.